Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2019, cơ sở chúng em lại tiếp tục có những lô hàng mới về để chia sẻ với mọi người đây. Thì em cũng có clip để chia sẻ cho chúng ta trong ngày hôm nay. Thì gồm có khá là nhiều loại lan rất là đẹp, và đặc biệt nhất là có những cái dề Vanda đấy, và còn rất là nhiều loại lan hàng dề khác ở phần bên trên đấy các bạn ạ. Đó, có cả kiều tím, kiều vàng, tam bảo sắc đang nụ này đấy, kiều vuông và hoàng thảo xoắn các kiểu luôn, toàn hàng đẹp thôi các bạn. Đó thì trước khi giới thiệu các mặt hàng, em xin được giới thiệu cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Số điện thoại để liên hệ trực tiếp đặt hàng với chúng em là số 0984754102, và có một số phụ nữa là 0967615815 nhé. Đó, và hình thức bán hàng của em thì em sẽ nhận đơn hàng trực tiếp từ số điện thoại. Các bạn có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho chúng em đơn hàng và địa chỉ chi tiết, rồi chúng em sẽ chốt đơn hàng và gửi đi lan đi cho các bạn trong ngày luôn ạ. Và chúng em sẽ ship hàng COD đi khắp toàn quốc cho các bạn. Các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên phát hàng tận tay cho các bạn ấy nhé. Đó, và bây giờ em đi vào báo giá chi tiết những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ mọi người luôn. Và giá em bán đề xuất đây chưa bao gồm có phí vận chuyển cho mọi người nhé. Đó, và em sẽ giới thiệu một vài phần lan mà hôm nay có còn cái số lượng ít đây. Thì ở đây là một bó nhất điểm hồng. Bó nhất điểm hồng này thì có giá là 60.000 luôn này các bạn. Đấy. Và còn đây là bó, có hai bó thập hoa. Hai bó thập hoa này thì em xin lỗi mọi người nhá. Cái đây là hai bó báo hỷ nhá. Đấy. Em lại lại bị nhầm. Cái báo hỷ này thì mỗi bó là 70.000 bó nhá các bạn. Đấy. Có hai bó duy nhất thôi ạ. Đấy. Mỗi bó là 70.000, hai bó báo hỷ này. Và tiếp theo đây thì em sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái Vanda, những dề Vanda và những phần Vanda mà hôm nay chúng em có cho mọi người đây. Và có cả hàng bó, hàng kg nha các bạn nhé. Đấy. Thì cái dạng hương Vanda này thì lô này thì còn đang nụ rất là nhiều luôn ạ. Đấy. Như cây này đây đang nụ này. Đấy, cây này em chia sẻ với mọi người là gồm có một cây mẹ và một cây con nhé các bạn nhé. Một cây mẹ và một cây con này có giá là 120.000 nhé các bạn. Đấy, cái cây Vanda này là dề, một dề mẹ con nhé, là cho là dề số 1 này. Và còn đây là phần số 2. Cái phần số 2 này gồm toàn những cây lá xếp nhé các bạn nhé, nhưng mà những cái nụ này là do khai thác nó bị hỏng một cây này. Để em đếm luôn cái phần số 1 này gồm bao nhiêu cây nhé, lá xếp nhé. Một cây này, hai cây này, ba cây này, đấy, 4 cây này, đó, 5 cây, đấy, 5 cây lá xếp này có giá là 250.000 nhé các bạn. Đấy, 5 cây lá xếp ạ, là 250.000 nhé, là phần Vanda số 2 này. Đấy, như cây này đang có nụ đây, hoa rất là thơm luôn các bạn ạ. Và cái Vanda này, đấy, cái này là do lúc khai thác về là hoa bông của nó đã bị rụng bớt nhé các bạn nhé. Đấy, phần này có 5 cây là 250.000 này. Và còn ở đây là một dề và một cây lẻ nhé các bạn. Cây này này hoa đang rất là sai luôn và hoa rất là thơm này. Đây Vanda hương chanh nhé các bạn nhé. Đấy, đây gồm có một cây lá xếp này, là một cây lẻ này, và đây một dề, một mẹ, một con, hai con, ba con, bốn con. Đấy, một mẹ bốn cái con nữa. Thì dề này có giá rất là rẻ thôi các bạn ạ. Chỉ có giá là 120.000 thôi cái dề này. Cái phần này, riêng cây này thôi đã rất là giá trị rồi các bạn. Đấy, 120.000 cái phần này nhé, phần số 3 nhé các bạn. Và còn đây thì gồm có 3 cây cũng rất là đẹp đấy ạ. Gồm một cây lá xếp, lá rất là to đẹp đấy. Như cây này thì ra hoa vào chừng khoảng tháng giêng rồi các bạn ạ. Cây này thì cho hoa màu vàng chanh, thì ra hoa tầm tháng giêng rồi. Đấy. Và còn đây một cây nữa. Cây này thì đang có nụ hoa này nhé các bạn nhé. Đấy. Và còn đây là một cây mẹ, hai cây con mà lá nhăn rất đẹp nhé các bạn nhé. Đấy.
Phần số 4 này thì đây các bạn nhìn này, lá nhăn luôn này. Đó. Lá hơi nhăn nhăn luôn nhá các bạn nhá. Đấy. Cái phần này có giá là 200 nghìn ạ. Gồm có 3 ngọn như này nhá và 2 cây con nhá. Một cây mẹ, một cây mẹ, 2 cây con, là gồm có tất cả vào 5 ngọn rồi các bạn. Đấy. Có giá là 200 nghìn nhá. Và tiếp theo đây là cái phần số 5 đây. Thì gồm có một rề nguyên bản nhé các bạn. Gồm có một rề nguyên bản. Và đây, đây để em đếm ngọn cho mọi người luôn. Một ngọn này. Hai ngọn này. Ba ngọn to nhé các bạn. Đấy, ngọn này rất là to dài luôn. Đó. Ngọn này rất là to dài nhé các bạn nhé. Đấy, phần văn đa nguyên bản này có giá là 300 nghìn nhé các bạn. Đây là phần số 6 ạ. Đây còn cây cây. Đây là phần số 5 nhỉ, 1 2 3 4 à, đây là phần số 5 các bạn. Đấy. Đó, và còn đây là phần số 6 đây. Phần này thì khúc cây nó hơi dài các bạn ạ. Phần này thì khúc cây nó hơi dài. Nhưng mà để em xem nào. Có khả năng là cắt được cái đoạn trên này đi. Cắt đi rễ lại yếu nhỉ. Thì cái phần này là phần số 6 đây, lá rất là to nhá và cây rất là đẹp nha các bạn. Bản lá rất là to luôn ạ. Đấy, còn có một mẹ 1, 2, 3, 4 cây con các bạn ạ. Một mẹ và 4 cây con. Này có giá là cũng là 300 nghìn nhé các bạn. 300 nghìn cho cây này rất là đẹp luôn ạ. Đấy, phần số 6 ạ. Đấy, các bạn nhìn tổng thể này. Lá to nhìn rất là đẹp luôn. Thực sự là cây này nhìn ở bên ngoài rất là đẹp đẹp. Mướt mát luôn các bạn. Đấy. Cây này thì cũng nở hoa vào chừng của tháng riêng nhé các bạn nhé. Nhìn cái vòi hoa của nó là rất là to luôn. Đấy. Những cây như này thì cho bông hoa nó to lắm các bạn. Đó. Và tiếp theo đây thì cái phần văn đa số 7 đang nở hoa rất là rộ đây. Và thơm nhất là cái rề này đây, hiện giờ đây. Tại vì nó đang nở rất là nhiều hoa luôn. Đó. Nó đang nở rất là nhiều nhiều hoa luôn đấy. Đó, cái này gồm có 6 hay 7 ngọn gì đấy các bạn ạ. Và vòi hoa của nó rất dài nhé các bạn. Đấy. Nó nở 6 hay 7 ngọn gì đấy. Đếm đếm luôn này, 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn, 4 ngọn, 5 ngọn này. Đấy, ở dưới này 2 ngọn đây này. Đây là 2 ngọn, ngọn con đây nhưng mà đang cho bông cho nụ được hết rồi các bạn ạ. Đấy, đang cho bông cho nụ rồi. Và còn ở đây rất là nhiều cây con nữa này. 1, 2, 3 cây con này. Đó. Đó. Và hoa thì nó nở thành chùm rất là đẹp luôn. Đấy, cây này thì cho cần bông hoa rất khá là dài này. Đó. Đấy, hoa thơm lắm các bạn ạ. Cái dề này thì có giá là 400 nghìn nhé các bạn nhé. Dề số 7 nhé, 400 nghìn ạ. Dề này rất là đẹp luôn ạ. Cũng lá xếp cả nhé các bạn nhé. Đây này. Đấy, những hàng dề này thì cứ phải lá xếp thì mới chặt nguyên bản để cho các bạn này. Đó. Còn đây là phần số 8. Phần số 8 gồm có cây rất là to nhé. Cây mẹ này rất là to này. Đó. 2, 3, 4 vòi nụ này. Cái này đặc điểm là vòi hoa ngắn thôi nhưng mà nở hoa rất là sai hoa. Năm nào cũng nở tầm 4 5 vòi nụ, có những cây ra tới chục vòi nụ luôn, cây nào mà khỏe. Thì cây này gồm có một cây mẹ và 1 2 3 4 5 6 7 cây con các bạn ạ, 7 cây con mà lá xếp đang nụ cả nhá các bạn nhá. Đây này. Đó. Một dề rất là trụm luôn. Dề nguyên bản nhá các bạn nhá. Dề này có giá là 500 nghìn này. Đấy. Dề này có giá là 500 nghìn. Khúc cây này tuy rằng to nhưng mà nó cũng rất là nhẹ thôi các bạn ạ. Dề này chắc cũng chỉ nặng độ khoảng 2 cân rưỡi này thôi các bạn. 2 cân rưỡi đến 3 cân như này thôi. Thì đó. Đó, vừa rồi là những cái phần văn đa mà em đã giới thiệu qua hết cho các mọi người nhé. Thì tiếp tục đây thì em có giới thiệu cho các bạn nha. Những cái bó văn đa. Lá xếp rất là đẹp như này. Đó. Những cái bó lan vanda ra xếp rất là đẹp như này thì có giá là 100.000 một bó nhé các bạn nhé. Đấy, 100.000 một bó. Về chúng ta trồng được một giỏ rất là đẹp ạ. Đấy, đang. Đó, 100.000 một bó toàn là lá xếp như này nhé các bạn nhé. Đấy, mỗi bó này có chừng khoảng 1 2 3 4 5 cây, 6 cây. Khoảng đấy. Đấy, chúng em đều phân chia nó đều đều nhau cả thôi các bạn. Đấy. Đó. Hàng lá xếp rất đẹp nhá. Đấy, mỗi bó là 100.000 ạ.
Và còn ở đây thì cái hàng kg thì nó cũng cây to nhé các bạn nhé. Lô này cây khá to này. Đấy. Hàng này thì có giá là 150.000 thôi các bạn. Đấy, thỉnh thoảng cũng vẫn có một ít cây xếp lưng như này. Đấy. Đó. Đấy, hàng khá là to nhé các bạn. 150.000 1 kg thôi, cái loại hàng như này. Đó. Chúng em phân loại hàng để cho tiện cho các bạn để dễ mua nhé các bạn nhé. Và tiếp theo đây thì em còn có một phần lan đuôi chồn Bắc. Phần lan đuôi chồn Bắc này em thanh lý cho mọi người là 150.000 này. Phần này phải có gần đến 1 kg luôn á. Đấy. Em thanh lý cho mọi người về trồng được vài ba giỏ. Đẹp luôn. Đó. Và còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì còn độ khoảng 2 kg ở đây. Thì em cũng bán thanh lý cho mọi người là giá là 180.000 1 kg thôi. Đấy, giá rất là rẻ luôn. Đấy, 180.000 1 kg loại hàng như này nhá. Đó. Và còn tiếp theo đây là cái lan phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì bây giờ nó đang xuống lá gốc như này này các bạn. Đấy. Và phi điệp vàng nó sẽ nở hoa vào chừng khoảng tháng 7 nhá, tháng 7 âm lịch nhá các bạn. Đó. Có những thân nào mà dài quá thì nó cũng bị gãy mất cái đầu ngọn. Rất là tiếc do lúc vận chuyển. Cái lan phi điệp vàng này có giá là 150.000 1 kg nhé các bạn. Đấy, rất là nhiều thân tơ nhá. Chúng em đã cắt tỉa bớt cái thân già để bên Trung Quốc họ lấy làm dược liệu ấy. Đó. Đấy. Thân rất dài luôn nhá. Thì cái này thì những cái thân tơ đều dài cỡ khoảng 1 mét cả rồi các bạn ạ. Đấy, 150.000 1 kg nhé. Và tiếp theo đây thì em có lan hương rừng. Lan hương rừng này có giá là 220.000 1 kg nhé các bạn ạ. Loại này thân vàng óng và cho bông màu vàng rực nhé các bạn. Đấy, cây thì bây giờ cũng đang lên mầm gốc, tại vì cây mới tàn hết mùa hoa. Cách đây độ khoảng tháng rồi các bạn, cây nó nở hoa chừng khoảng tháng 2. Đó. Và còn đây là long tu xuân. Long tu xuân thì cái này thì hàng giống chia sẻ với mọi người. Loại hàng này thì không có nhiều các bạn ạ. Và thời gian này thì về được độ khoảng mỗi ngày mấy chục cân. Đấy, thì chia sẻ với mọi người có hôm thì về được có 5 7 cân, chục cân. Đó. Long tu xuân có giá là 280.000 nha các bạn. 280.000 long tu xuân ạ. Và còn đây là dẫn hương tam bảo sắc. Dẫn hương tam bảo sắc thì em có những cái bó lá xếp nhỏ như này thì có giá là 150.000 một bó nha các bạn. Về cái dẫn hương tam bảo sắc nhé, còn có mấy bó đây này. Đó. Này bó cái lá xếp khá là đẹp nhá. Đó. Cây nhỏ nhỏ, đây là mặt bông dáng hương tam bảo sắc này, hoa rất là thơm nhá, về cái dáng hương tam bảo sắc này. Đấy, bông khá là to. Đấy. Đó. Mỗi bó 50.000 như này. Và còn đây hàng kg này. Hàng kg này bán thanh lý cho xả hàng cho mọi người là 150.000 1 kg rồi này. Đấy. Bán xả hàng cho mọi người nhá. Và còn ở đây là một loại lan cũng khá là quý hiếm đấy ạ. Nó là lan dáng hương môi quạt nhé các bạn. Dáng hương môi quạt, mỗi bó này có giá là 80.000 một bó nhé các bạn. Đấy, mỗi bó này là có giá là 80.000 một bó nhé. Lan dáng hương môi quạt ạ. Đó. Chúng em đã bó thành từng bó như này, san sẻ rất là đều hàng cho nhau nhé các bạn nhé. Đấy. Đó, còn có mấy bó như này thôi. Đó, dòng dáng hương vui quạt này cũng rất là ít có hàng để chia sẻ với mọi người đây. Và còn đây là lan bạch nhạn. Lan bạch nhạn này thì cũng có giá là 80.000 một bó đây các bạn. 80.000 một bó lan bạch nhạn như này nhé các bạn. Đó, lan bạch nhạn thì bây giờ đang có nụ như này, nhưng mà thực sự là rất là tiếc là những cái nụ này nó bị gãy bớt. Còn lác đác cây nào mà còn nụ ngắn thì chúng ta sẽ được xem hoa về cái lan bạch nhạn nhé các bạn. Đó. Và tiếp theo đây là những mặt hàng kg khác nữa, là gồm đây là lan vải rồng. Đấy, lan vải rồng này có giá là 150.000 1 kg nhé các bạn. Đây là lan vải rồng đấy ạ, 150.000 1 kg ạ. Toàn hàng hàng dề như này thôi, tức vì họ bóc ra thành từng khóm từng dề này về chúng ta quấn vào cây rất là đẹp nhé. Cái lan vải rồng này có loại tép nhỏ khá là đẹp đấy. Và còn đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì
Đó. Đùi gà tròn thì bây giờ còn lác đác một vài bông là đang nở hoa thôi các bạn. Đùi gà tròn thì mới tàn hết mùa hoa rồi. Đấy. Còn lác đác một vài bông là vẫn còn đang nở như này thôi. Đó. Cái đùi gà tròn này có giá là 220.000 1 kg nhé các bạn. Về cái đùi gà tròn này ạ. 220.000 1 kg nhé. Thân to đều đẹp luôn ạ. Và còn tiếp theo đây là những cái bó dáng hương tam bảo sắc này thì cây to đẹp này. Đấy. Và vẫn còn đang nụ để cho chúng ta chơi hoa nhé. Những bó tam bảo sắc này có giá là 150.000 một bó nhé các bạn. Đấy, đây là những bó dáng hương tam bảo sắc cây to ạ. Mà cái loại này thì chủ yếu là lá lướt thôi. Đấy. Đó. 150.000 một bó nhé các bạn. Dáng hương tam bảo sắc này ạ. Và còn đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng em bán thanh lý cho mọi người với cái giá rất là rẻ là 100 là mọi khi luôn là có giá là 120.000 nhưng mà nay em bán xả hàng cho mọi người là 100 xem nào là 80.000 thôi các bạn. 80.000 1 kg nhé. Về cái nhất điểm hoàng này nhá. Chỉ có độ khoảng 7 kg nữa này. Đấy. Và còn đây là lan ngọc thạch bắc. Ngọc thạch bắc thì bây giờ đang lên nụ như này nhé các bạn. Đấy, những cái nụ này sai chi chít luôn. Lan ngọc thạch bắc này có giá là 100 em nào. Nó là 220.000 các bạn ạ. 220.000 1 kg nhé các bạn. Cái ngọc thạch bắc nhá, bây giờ cây đang lên nụ chi chít như này nhá. Đấy. Đấy, tất cả những cây tơ đều là đang nụ hết nhá. Đấy. Như đây là một thân già này, không phải một thân tơ các bạn ạ. Đó. Đây. Nụ đây đang sưng như này nhé các bạn nhé. Có những cây là nụ khá là dài như này rồi này. Đó. Đó. 220.000 1 kg ngọc thạch bắc nhá. Còn ngọc thạch lào đây còn độ khoảng hơn cân. Đấy. Em bán thanh lý cho mọi người là 150.000 1 kg thôi. Chắc còn độ kg với sáng này như có khách đặt hàng rồi này. Đó. Và còn đây là kim điệp nhựa, kim điệp thơm đấy ạ, còn 2 cân như này thì em cũng bán xả hàng cho mọi người là 150.000 1 kg thôi này. Đó. Còn độ khoảng 2 cân nhá, kim điệp nhựa nhá. Và còn đây là quế tím. Quế tím này nói chung là hàng không được đẹp lắm đâu các bạn. Thì có cái giá là 70.000 một bó thôi. Đấy. Cái quế tím này. 70.000 một bó nhá. Về lan quý tím ạ. Đó. Và có một đống mà gọi là hàng xấu này. Hàng nó bị mất lá nhiều. Thì cái phần này em thanh lý cho mọi người là 100.000 nữa này. Đấy. Có một phần duy nhất thôi. Là 100.000 nhé các bạn. Phần quý tím này ạ. Và còn ở đây thì em còn một phần kiều vuông Lào. Kiểu vuông Lào này có giá là 250.000 nhé. Phần này nhé mọi người nhé. Đấy. Bạn nào thích lấy nhiều thì 250.000 này. Đó. Và còn tiếp theo đây là những mặt hàng kg mà đang hot trong khoảng thời gian gần đây. Đấy là lan kiều tím miền Trung nhé các bạn. Kiều tím hay kiều hồng miền Trung đấy ạ. Đó. Loại này thì có giá là 350.000 1 kg nhưng nay em bán rẻ cho mọi người thôi là 320.000 1 kg thôi. Đấy riêng viên hôm nay nhé các bạn nhé. Kiều tím miền Trung ạ. Thì nói chung là lô hàng này thì em nhập về được cái giá rẻ nên là em chia sẻ với mọi người được cái giá rẻ hơn. Và tất nhiên là nhìn cây que của nó không được đẹp như là những cái phiên trước đây là có giá 350 nhé. Tại vì cây nó bị mất lá khá là nhiều nên là nhìn nó hơi sơ sát một chút. Nên là chúng ta lấy được cái giá nó rẻ hơn để chia sẻ cho chúng ta là cái mức giá nó gọi là dễ thở hơn. Tại vì cái dòng này thì bây giờ đang là mùa bắt đầu mùa ra nụ nên là việc xuống lá của nó là điều tất nhiên rồi. Nên là như những bạn nào mà hiểu biết thì cái việc mất lá đấy không quan trọng nhớ các bạn nhé. Đó, đây như cây thân này đây thì đang ra nụ to như này, tròn đẹp như này ở đây này. Đó, về cái kiểu hồng kiểu tím này nhá. Đó, 320.000 nữa. Và còn tiếp theo đây là lan thập hoa. Lan thập hoa thì bây giờ đang nứt nụ như này nhá các bạn nhá, đang lác đác có những thân nứt nụ như này ạ. Đấy. Đó.
thân đang ra nụ rất là khá là nhiều rồi đã. Đấy, mỗi ngày cây nó lại ra nụ thêm nhiều một chút. Đó. Về cái lan thập hoa này có giá là 150.000 1 kg rồi này. Đấy, lan thập hoa. Và còn đây là kim điệp xuân đây. Kim điệp xuân này bán xả hàng cho mọi người là 140.000 1 kg nha các bạn nhá. Đấy, kim điệp xuân rất đẹp luôn ạ. Mẻ hàng thân vàng óng và thân to đẹp nhá. Đó. Cây bây giờ đang lên mầm gốc như này nhá mọi người nhá. Đấy, về chúng ta chăm sóc để sang năm mà chúng ta chơi hoa vào tháng giêng nhá. Đó. Và còn tiếp theo đây là lan hạc vĩ bắc. Lan hạc vĩ bắc bây giờ đang lên mầm rất là khỏe nè. Lan hạc vĩ bắc có giá là 280.000 1 kg. Và tiếp theo đây là lan kiều vuông, kiều mỡ gà đấy ạ. Kiều thân vuông, kiều mỡ gà nhé các bạn nhé. Này là có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn. Đó, 250.000 1 kg. Và ở đây em có hai dề kiều vuông này là có 1 kg một dề luôn. Mỗi 1 kg một dề. Và hàng rất đẹp ạ. Về cái kiều vuông mỡ gà này thì cây bây giờ đang chuẩn bị đi vào mùa có nụ nhá các bạn nhé. Đấy, như những thân như này thì mắt nụ bắt đầu u lên rồi này. Đấy, những thân này mắt nụ bắt đầu u lên rồi này. Đó. Đấy, năm ngoái nó đã ra những ở những cái mắt trên này rồi. Và năm nay nó u ở mắt từ dưới này. Để sắp tới nó ra hoa nhá các bạn nhé. Đấy, như thân này đây cũng đang u lên rồi này. Đó. Hai cái dề kiều vuông này là 300.000 một dề nhé các bạn. Đó. Mỗi dề là 300.000 ạ. Đây là dề số 1 nhé các bạn. Đó. Đó, dề số 1 đây. Và dề số 2 đây. Đấy, dề số 2 thì nhìn là lá nó bẩn bẩn hơn. Đó. Cái bẩn bẩn này là do ở rừng là có những cây địa y, những cây rêu nó bám vào nhìn nó lá nó bẩn bẩn nhá các bạn nhá. Còn cái dề số 1 này là lá nó vàng, lá nó xanh hơn nhá các bạn. Đấy. Lá nó sạch hơn, xanh hơn này. Đó. Nhìn nó khác hẳn nhá. Đó. Đấy. 300.000 một dề nhá. Đây là dề số 2 nhá. Và còn đây là tiên hài. Lan tiên hài này thì em chia sẻ với mọi người với cái như bó này thì lá nó bị vàng quá này, bó này chúng ta nên bỏ không đó. Cái lan tiên hài này có giá là 100.000 một kg thôi các bạn ạ. Đó. Em có ít hàng để chia sẻ với mọi người vì cái dòng này cũng khá là dễ thuần, dễ trồng. Đấy. Và còn đây là kiều vàng đấy các bạn. Kiều vàng có giá là 180.000 một kg đấy các bạn. Về cái lan kiều vàng ạ. Đấy, 180.000 một kg lan kiều vàng. Đấy. Lan kiều vàng thì mới kết thúc một mùa hoa rồi nhé các bạn nhé. Sắp tới những thân nào mà nó thích thì nó lại nở hoa tiếp nhé. Bởi vì dòng này nó sẽ nở hoa lác đác từ giờ đến tận tháng 8 mới hết hoa cơ. Đó, về cái lan kiều vàng này. Chứ không phải là nó chỉ ra hoa một mùa đâu. Có những cây thì nó vẫn lác đác nở đến tận tháng 8 cơ. Đấy, thì về cái lan kiều vàng này. Lan kiều vàng này có giá là 180.000 một kg thôi. Đấy, hàng xô nhé các bạn nhé. Chứ còn về cái lan kiều vàng thì giá bây giờ nhập vào rất là đắt. Và còn tiếp theo đây là hoàng thảo xoắn. Cái này là hoàng thảo xoắn nhé các bạn. Hoàng thảo xoắn thì cho hoa rất đẹp luôn. Đấy. Như dề này đây còn nở lác đác một vài bông hoa này. Đó. Đấy, hoàng thảo xoắn này có giá là 300.000 một kg nhé các bạn. Đấy. Mẻ hoàng thảo xoắn này toàn hàng dề thôi các bạn ạ. Đó, toàn hàng dề đó. Hàng dề rất là đẹp ạ. Đó. Ở dưới toàn hàng dề thôi các bạn. Đấy, cây thì cũng mới tàn mùa hoa thì bây giờ bắt đầu đang xuống lá như này nhé các bạn nhé. Đấy, có những dề còn đang vàng lá xuống lá như này này. Đấy, để nó nhường cho những mầm gốc lên, nó cũng giống như đùi gà và hoàng phi hạc thì nó cũng phải xuống lá nhé các bạn nhé. Và còn đây là đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt đây, về được mẻ này thì còn lác đác một, có những thân có lá này. Đấy, chứ không thì nó cũng đã xuống hết lá nhé các bạn nhé. Đây là những thân tơ để sang năm chúng ta chơi hoa đây. Cái này đùi gà dẹt nhé các bạn. Đùi gà dẹt này có giá là 180.000 một kg nhé các bạn. Đó, về cái đùi gà dẹt ạ. Đó, này là hàng dề nhá. Toàn hàng dề, hàng khóm thôi. Thành từng khóm từng dề cả. Đấy. Hàng rất đẹp ạ. 180.000 một kg nhá, đùi gà dẹt ạ. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em đã chia sẻ với mọi người.
Và em đã báo giá chi tiết từng loại nhé, nên là các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại mà ở đầu clip em đã đề cập. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan Thị Quốc nhé.